Bây giờ em sẽ cho anh một món quà bất ngờ. Anh sẵn sàng chưa? Chưa. Ê, đi làm gì? Làm gì? Từ từ cô bình tĩnh đi. Anh Phú. Rồi. Ơi. Anh Phú. Trời. Anh Phú. Phúc ơi. Dạ dạ Phúc. Ba có chuyện muốn bàn với con nè. Mà trước khi bàn á, con dẹp hai con lăng quăng đi. Trời, dạ con muốn lắm mà. Con dẹp đâu có được. Con đuối lắm mà, ba giúp con đi. Nhảy đi. Tăng Bái phục. Sao mà ba có thể cao chiêu như vậy? Một người dữ tợn như má mà ba có thể một chiêu một quay 360 độ đá banh nóc nhà luôn. Ở trong cuộc đời này, nếu mà mình không ngại thì người còn lại sẽ ở trong đời sống gia đình là phải biết lúc cương lúc nhu cho nó đúng lúc. Cương lúc nhu mà cái vấn đề quan trọng là phải có tâm có tầm mới làm được nha. Gì hả ba? Ừ. Trời, vừa nhu vừa cương mà có tâm nữa. Đó, cho nên á, nếu như ông bà ngoại của con á, dạ, mà sinh ra má con á là một con sư tử hà độc thì ông bà nội con sinh ra ba là ông chủ sở thú. Có nghĩa là má con có giữ kiểu gì đi nữa là cũng nằm ở trong cái chuồng sở thú của ba thôi. Ba, hình như sư tử muốn về chuồng rồi ba. Hồi nãy giờ giỡn vui quá con ha. Mà má con là một cái con gọi là họa mi hay là hoàng yến gì đó trong một cái lồng son gác tiếng, chứ làm sao mà ở trong chuồng sở thú được. Còn ba chỉ là những hạt kê, hạt đậu, hạt bắp gì đó nhỏ bé để má con lúc nào muốn ăn là ăn thôi. Dạ má chưa về, chưa nói hết gì hết. Mày hay quá ha, mày giỏi quá mày. Tao hết chuyện mày đi mừng, mày đi chọc ghẹo tao hả? Dạ thì con đâu dám đâu. Nhưng mà con thấy ông mạnh miệng quá nên con tò mò con coi thử coi lỡ bà về thiệt thì ông tính sao thôi. Bà về thiệt hả? Bà về thiệt thì tao cũng nói y chang vậy thôi. Trời đất ơi, làm gì thì làm, cái nóc nhà thì cũng phải có những cái cây cột ha, những cái trụ nó mới đỡ được cái nóc nhà. Làm gì mà cái nóc nhà mà không có gì đâu mà cái ghê. Mời bà chủ trì công đạo. Alo, bên xây dựng hả? Tôi nhờ chút việc được không? Đi qua nhà tôi á, dỡ giùm tôi cái nóc nhà được không nè? À, ông chồng tôi bây giờ ông chỉ thích có cái cột nhà thôi chứ không cần cái nóc nhà. Ừ, qua liền nha. Trời ơi, bà nhiều khi dỡ cũng vui ghê đó. Mấy đứa thấy bà bay dỡ không? Thấy mẹ con dỡ. Có gì đâu, trời ơi, nói dỡ chút xíu thôi mà. Nói nghe nè, hai vợ chồng mình á, nói gì thì nói lâu ngày quá rồi, không có cái thời gian để mà gần gũi hâm nóng nhau tình cảm, đúng không? Thôi giờ mình tranh thủ mình đi hâm nóng tình cảm nha. Thôi, để tôi kêu mấy đứa nó qua nó dỡ cái đất nhà, xong rồi tính sau ha. Đi sửa xe mày, lấy xe. Con cũng bận, đi sửa xe. Con đi sửa. Đi lấy xe mày, lấy luôn nha. Dạ. Ủa sao nãy giờ cũng bàn tán dữ lắm mà. Đi theo nó đi.
Thôi thôi thôi, đi theo làm cái gì? Trời đất ơi, vấn đề là ở đây chăm sóc bà mới là quan trọng. Mấy thằng trong đi theo làm cái gì? Xuống thềm nè, rồi xuống một bậc cầu thang nữa nè. Từ từ thôi nha, sắp tới rồi. Trời đất ơi, con làm mấy cái trò gì không biết nữa. Từ từ, sắp tới rồi. Tự nhiên tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, làm trò gì vậy? Trời ơi, anh không biết chứ. Để chuẩn bị điều bất ngờ này em phải mất thời gian lâu lắm đó. Bây giờ thì tới rồi. Em để tay xuống và đếm 1, 2, 3, anh mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Thôi, gì ghê vậy? Đừng nói là mấy cái này cô làm nha. Chứ sao, một mình em làm hết á. Vậy sao? Anh thấy có bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn á. Anh Phúc, em biết á, là hồi sáng tới giờ á, anh thấy em lạ lắm đúng không? Anh thấy em không có được bình thường đúng không? Em biết là anh chưa có thích ứng được. Nhưng mà trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu bão táp, em mới nhận ra được em không thể nào sống thiếu anh được. Cho nên em không cần biết là bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng mà hiện tại và tương lai vợ chồng mình phải luôn có nhau nha anh. Hey, hình như á, coi phim tình cảm nước ngoài nhiều quá bị nhiễm hả? Cô nói gì sao? Bắt đầu yêu đương, tình cảm gì? Hay là vì cái tài sản của tôi? Hay vì cái thỏa thuận của mình? Nè, trong phim á, bên phim nước ngoài á, là y vậy không á nha. Hai người thỏa thuận xong rồi thì cướp tài sản luôn đó. Anh cứ nghĩ em như vậy không à. Nếu như mà em có suy nghĩ về của cải tài sản của anh á, thì em đã la làng lên cho mọi người biết rồi, đúng không? Em sẽ nói cho ba anh biết đầu tiên. Ba anh á, là cái người thương em nhất. Em nói ra chắc chắn là ba anh sẽ tin em, đúng không? Nhưng mà em đâu có làm vậy. Rồi, bây giờ á, hết chơi chiều đó, bây giờ lấy ba tôi ra để uy hiếp tôi hả? Tôi không biết hả? Nè, cô sợ đúng không? Cô sợ tôi quỳnh kèo đúng không? Không bao giờ Nam Nhi đại trường phu không bao giờ làm chuyện đó đâu. Em nào dám uy hiếp anh. Em chỉ muốn cố gắng để mà xây dựng, tạo dựng tình cảm gia đình, hạnh phúc vợ chồng. Anh Phúc, anh biết không? Trước đây á, anh chính là người chủ động theo đuổi em. Nhưng bây giờ chính em sẽ là người thể hiện tình cảm của mình với anh. Em sẽ là một người vợ tốt của anh. Và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Có được không anh? Ráng nhìn đi Xuân ơi. Cố lên Xuân ơi. Giờ tránh né chẳng cách nào bứt dây động rừng. Trước mắt cứ xua theo đi rồi tính. Anh hiểu tấm lòng của em rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Anh hiểu rồi đúng không? Anh hiểu rồi á, thì đừng có xanh lá em nữa nha. Gì vậy? Tự nhiên đang vậy xanh lá là vậy? Xanh lá là xa lắm đó. Hả? Chơi chữ đâu hả? Cái gì vậy? Ôi, con sông ghê.
Giọng đâu ra vậy trời? Xong quê cái gì cha? Bị gì vậy? Ê, bị khùng hả? Vợ chồng người ta đang hâm nóng tình cảm, tự nhiên đâu vô xong quê hả? Làm gì vậy? Nấu hả? Tôi đang nấu lắm nè. Ai mà muốn hâm nóng á, lại đây, tôi hâm nóng giùm cho. Đất ơi. À không, đây. Trời đất ơi, cái này là giống như là gì? Thông điệp vũ trụ dẫn đường đưa lối đó hả? Không lẽ tôi dẹp mẹ cái bàn này chứ? Bây giờ tự nhiên cha nó xuất hiện và mất hết cảm xúc rồi, tức điên người luôn á. Trời ơi, bây giờ tức tím liệm nguyên con luôn nè. Nhưng mà không được, người thành công phải luôn có lối đi riêng chứ, ít ra cũng phải thu lại vốn liếng chứ. Cả đời con gái mà, không lẽ dọn mâm sẵn cho con khác tới ăn? Ráng lên Xuân, ráng lên. Thiệt tình á, đàn ông gì mà vừa xấu vừa vô duyên nữa. Trời ơi, sao tự nhiên em chửi anh? Em có chửi anh đâu, em chửi anh cha đó kìa. Đâu mà ra cái gì vô đây báo cái gì? Thiệt có đứa ở nhà mình giống như trại tị nạn á, anh muốn ra anh muốn vô à. Kệ đi. Em với lại anh thấy này nãy giờ mình để đây nó cũng nguội rồi. Giờ em buồn ngủ mình vô nhà mình nghỉ thôi. Ôi, đâu có được. Trời ơi, cái này á em làm em mất công dữ lắm đó. Anh mà không ăn là phụ tấm lòng của em đó. Nhà mình có một cuộc thi nhảy chỉ dành cho người làm đó, chị biết chưa? Dừng lại coi. Dạt xuống qua đây. Cái gì vậy? Dạ. Bị cái gì vậy? Nói chuyện là phải lắc như vậy đó hả? Rồi nhìn không biết nhìn đứa nào luôn, không biết đang làm cái gì luôn á. Nhìn thi em cái đi. Gì? Nhìn em. Ngày mai. Thi cái gì? Gia đình mình có một cuộc thi dành cho người làm. Thành ra tụi em mới đứng đây tập nhảy để ngày mai. Hả? Có hai đứa thì chị thôi dành lãnh giải luôn đi chị hả? Phải thi chứ, mình làm cái gì có giải, phải có một quá trình phấn đấu mới thể công sức của mình gọi là xứng đáng, chị hiểu không? Thì hoặc là không nhất em nhì, hoặc là em nhì không dạ cái lửa ra luôn đi. Trời ơi, nói cái gì mà nhanh nó nghe không có kịp. Thôi bây giờ hai đứa tự tập nhảy đi ha, ngày mai đi kiếm kiếm nhiều cái chuyện công chuyện cho làm để mà chị hả? Không được, em nói chị nghe nè. À, em nghe bà nói là sau khi dành cho người làm xong là sẽ dành cho người nhà nhảy nữa đó. Chị phải tập với tụi em chị. Ôi, á trời ơi, trong người nhà gì đang bầu bì không có nhảy đâu, có bầu là nhảy luôn. Nhảy đi chị. Hả? Xoay à, cái gì vậy? Xoay nè, 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 xoay thôi mà nếu mà học cái gì nữa vậy? Chơi mặn thì học nhảy với tèo đi. Tăng 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 cái gì vậy? Ôi là cắt thở. Em rất là thương chị. Nghẹt thở. Em cũng thương chị nữa. Đã vội vội ơi, nghẹt thở. Chị có sao không? Chị ơi. Hả? Chị Hồng xinh đẹp. Chị Hồng đẹp quá. Chị đừng xoay qua như vậy. Đúng rồi. Người ta nói có bầu mà xoay qua như vậy không có tốt cho đứa bé, chị hiểu không? Rồi chị. Chị Hồng đẹp gái. Thực ra từ bữa giờ á, em đối xử không tốt với chị là chị cũng phải thông cảm. Người ta có câu là đánh chó phải nên mặt chủ, không? Thành ra là chị bước vô chị đi sau chị Xuân mà, chị cũng phải hiểu điều đó. Em mới chị ơi, khi người ta nói gì phải nhìn, người ta mới cảm nhận được cái sự yêu thương của chúng ta, đúng không? Thành ra em mới gọi là giả bộ chống đối chị,
cho chị Xuân gọi là không kiếm chuyện chị nữa. Đúng chứ rồi. Trong thâm tâm em thương chị dữ lắm. Bởi vậy mấy đứa ngộ ra là chị lắm. Vui lắm. Dạ, và cái cú đạp vừa rồi á là không phải tại em, chị đừng giận em nha. Tại tại trời xuôi mặt tầm cao quá nha, đến chúng mình xa nhau tình nồng thắm biết bao. Tâm tình mặt cầu bà nguyện nói chứ yêu vui tròn mỗi ai. Chị Hồng, chị Hồng, chị Hồng, 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 Hồng. Đỡ em. Ê, nè. Hả? Tôi mất nợ gì anh em nhà cô hả? Ủa em có nợ gì chị đâu. Tiệc của anh chị thì em cũng là em trong nhà, em cũng tự tiệc nha. Không có được động vô, đồ này tôi nói cho anh Phúc ăn. Đúng rồi đó. Nấu cho anh Phúc là chị Xuân nấu, chứ không phải là nấu cho cô. Trời đất ơi, giờ này khuya rồi không chịu ngủ sao nguyên cơ nguyên một đám kéo ra đây vậy? Tao cho đi ngủ ngủ trước đây. Anh Phúc, anh đi đâu á thì em biết theo cùng. Có đứa khổ thì cũng cũng khen. Trời ơi, cái gì mà chảy nước thì ghê quá à. Ôi đi em cướp được không? Dạ đi. Anh cướp nhà chị là em đi liền, cướp nhà người khác là em không có đi. Con người gì đâu mà vô duyên vô dùng dễ sợ luôn á. Tự nhiên bao nhiêu chuyện hay nóng đủ đi em cướp. Anh Phúc, anh coi kìa, anh coi chỉ là ăn cướp em nữa kìa anh Phúc. Trời ơi, em không biết làm sao bây giờ mới hài lòng của chị. Để mà chị đừng có bắt nạt em nữa chị Xuân. Thì bây giờ chị đi ăn cướp nhà khác đi là chị Xuân tôi không bắt nạt chị nữa. Đúng rồi đó. Thiệt luôn á, anh Phúc, anh phải lấy lại công đạo cho em đi. Tại sao có thể loại người như vậy hả anh Phúc? Thế là người gì? Thế lại khi là con người của chị là con người thâm độc. Cái miệng hả, cái miệng hả nói ra là thâm độc, từ trong lòng nó thâm ra cái miệng luôn. Ừ vậy đó hả. Ừ. Tôi mới có cái miệng thôi chứ tôi chưa có hành. Còn cô á, cái con người của cô á là năng khiếu bẩm sinh á, cô mới là con người thâm độc á. Em làm gì thâm độc, chị nói đi. Cô cướp chồng người khác không phải gọi là thâm độc hả? Anh Phú, em là một người con gái chính chuyên. Hôm nào hoa phương ngờ anh vào ba ghé thăm bạn em. Trời hát dở dữ trời. Trời ơi. Ý không phải, không phải, ý em á có nghĩa là em là một người phụ nữ hiền lành, yểu điệu thục nữ. Ý có nghĩa là phần làm con gái chưa một lần chơi trai. Trời ơi. Vậy mà mắng thai thì thấy ôi thật là hài. Hài quá chị. Kệ tôi. Dù gì á hả, tôi cũng có thai, tôi cũng có con để nói dòng nói dõi cho nhà anh Phúc. Còn cô thì sao? Tôi có cái này được không? Anh Phúc, con ơi. Trời ơi, anh Phúc, chị lại bắt nạt em nữa không kìa? Anh Phúc, chị bắt nạt em kìa, anh Phúc. Xong chưa? Tôi đi vô ngủ đi, tôi mệt quá trời mệt. Trời ơi, chết rồi. Động thai. Trời ơi. Trời ơi, đau quá. Sợ đau quá anh đi. Chị ngã để em đỡ cho. Lộn, em ngã để chị đỡ cho. Trời ơi, đã không mang thai được mà còn hay nói sai nữa. Nghĩ sao vậy? Cái câu của người ta là chị ngã em nâng. Còn cái này là cái gì? Em ngã chị nâng. Đâu có được. Tôi thích nói vậy đó được không? Đúng rồi đó chị nói sai rồi. Kệ chị. Anh Phúc. Nè, để chị nâng em vào trong ổ của chị nha cưng. Đây. Anh Phúc. Anh Phúc nè. Vậy để em nâng nha. Mày đi vô luôn đi. Nè, em nâng cũng được. Mày đi ra, mặc mày đi giờ. Tao lao biết lao không. Đi nâng cái bàn vô. Nữa. Đi hướng nào hướng này. Chị Xuân ơi. Chị Xuân đợi tụi em với chị Xuân ơi, chị Xuân. Là gặp quỷ ma gì đó không vậy? Sao hai nhỏ nó không tự tới nhau đi để tôi đỡ nhức đầu. Hey.
Ê, 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 xuống xuống đi coi. Ôi, xuống đây, xuống đây. Ê, ê, ê. Theo tôi hả? Ừ. Ủa, ê, ông kia, ông kia. Ông là ai hả? Tôi nhìn ông là biết người xứ lạ rồi. Trong khi ông biết tôi là ai không? Tôi là cái người thuộc cái xứ này mà ông gặp tôi lần đầu không biết hay chữ lịch sự hả, không biết chào đàng hoàng hay sao mà kêu người ta cái gì mà sủa đây sủa đây sủa đây. Tôi là người chứ không phải là chi chi qua qua hay là chi hu hu đâu mà kêu tôi sủa là sao hả? Nói chuyện giống sủa rồi. Ê, không có, không phải nó là cái câu của tôi, nói là rất là lịch sự, là tôi muốn hỏi thăm đường, tôi chào cô đó. Hỏi thăm đường hả? Ủa, ủa là xuống đây cái gì đó là hỏi thăm đường hả? Đúng rồi. Ôi, cái từ gì lạ quá vậy? Từ của tôi mà. Từ của ông hả? Chỉ có tôi hiểu thôi. À. Ê, ông định làm cái gì? Ông định làm cái gì tôi? Hả? Tại sao móc cái khăn ra? Tại sao giữa tên thiên bạch nhật không có ai mà móc cái khăn ra làm cái gì? À, ông định chụp thuốc mê tôi để bắt cóc tống tiền đúng không? Không, tôi không cho phép làm điều đó. Để tôi tự làm. Tôi tự làm được. À. Ủa, bụi ta nó cắt tống tiền nè, cứu tôi! Trời ơi! Hi! Cha! Hi! Ông này! Ông! Ha, ông là ai mà không dám cả gan giữa thanh thiên bạch nhật mà hả? Dám dở trò xăm sở hả? Mẫn! Nặng quá mệt xỉu rồi! Có sao không Mẫn? Mở mắt nhìn chị đi Mẫn! Chị Sơn! Có sao không? Chị Sơn! Đứng lên! Chị Xuân ơi! Ủa sao này kẻ mắt hơi lệch ngang, mắt bên trái dài hơn mắt bên phải, hơi xấu, đem kẻ lại cho. Ai mày vô duyên quá nha, tao đang cứu mày đó. Quỷ lao à? Ê, ổng bắt cóc em. Tôi mới là người cần cứu nè. Cứu gì mà cứu? Ổng bắt cóc em á chị. Rõ ràng là tôi thấy ông á dở trò sàm sỡ với con Mận nhà tôi. Hả? Ông mới, tôi nói cho ông biết nha, ông mới đừng có bao giờ mà tư tưởng đến cái chuyện mà lại gần tôi, tiếp xúc tôi và đặt nụ hôn rầu rời lên người tôi. Trời ơi, có em đó, hồi nãy em chưởng ông ra xong em té đó chị. Nè, tôi nói cho ông biết, ông mà có tư tưởng đó hả, thì đừng hỏi tới sau à, biển xanh lại mặn, núi lửa phun trào ào ào vô mặt ông, răng môi lẫn lộn, biết chưa? Xin một phút mặc niệm được không? Nói quá, cho bên đây nói được không? Nói đi! Hả? Tôi làm gì cô? Tôi làm gì cô? Ông đòi ôm tôi, hôn tôi, bắt cóc tôi, tống tiền tôi rồi, làm bằng cách nào? Đúng rồi đó, tôi làm thấy rõ ràng. Cái gì tôi làm gì đâu? Móc cái khăn ra nè, ông định chụp cho mặt tôi. Cái khăn này nè chị, cái khăn này có thuốc mê. Chụp cho mặt em sẽ xỉu. Ông bắt em đi tống tiền cho định em đó chị. Hồi nào? Cô á. Trời, cái khăn này á, tôi mệt, tôi móc ra, tôi chậm mồ hôi thôi. Thì đó. Nếu mà thuốc mê là tôi hửi, tôi xỉu rồi, sao tôi không xỉu nè. Nè. Ủa là lau mặt thôi hả? Lau mặt. Ủa chứ không phải là chụp vô để bắt cóc hả? Không. Ê, chứ là hình như em làm quá rồi đó Mận. Em ố về rồi đó. Em sai quá chị. Bậy. Tưởng tượng hả? Ừ. Hết rồi, kỳ vậy ta. Rồi ông đi đâu đây? Ông là ai? Hả? Ừ, ông là ai? Ông đi đâu đây? Tôi là Việt Kiều. Cái gì? Việt Kiều. Xin lỗi rồi nha. Trời. Chị, nhìn ổng giống như đi xin việc làm á, chứ Việt Kiều chỗ nào mà nhìn kỳ quá vậy? Thì ủa? Đó, nhìn ổng quê rạc cầu Việt Kiều cái gì? Ủa mấy cô, bộ qua Mỹ, qua Pháp, qua Đức mà là Việt Kiều á, mấy cô? Ừ. Tôi qua nước bạn Campuchia, rồi tôi là Việt Kiều Campuchia. Tôi về nước được không? Hả? Mấy cô có biết Campuchia chưa? Có qua bên đó lần nào chưa? Chưa. Chưa nói đúng rồi vậy? Ờ ha. Tôi là Việt Kiều Campuchia. Việt Kiều Campuchia. Xa quê hương mấy chục năm rồi, giờ mới trở về quê hương nè. Tin chưa? Không tin. Ủa? Ông nói là ông Việt Kiều, vậy ai làm chứng ông Việt Kiều hả? Ừ, đúng rồi đó. Còn nếu mà ha không kiếm người làm chứng được ha, bắt lên đồn công an. Ừ. Nha. Ừ. Dẫn lên công an xã. Ừ. Về cái tội mà gọi là biến thái. Biến trời. Thái, dê sòm. Rồi hả, lừa đảo. Bao nhiêu đó là đủ tội của ông rồi. Chị đừng có. Ông làm cái gì hả? Tại cô này đòi lên phường tôi sợ quá. Tôi rung, lấy dầu sức thôi, hai cô làm quá à. Em bóc dầu gió, đừng tưởng tao bóc xuống rồi bóc chị em mình không có chứ. Trời ơi! Hả? Gì? Trời ơi, trời. Vừa xấu mà vừa có huynh kinh vậy. Cứ gì tưởng tượng à, tao thọt gì thôi, tưởng tượng ra cái khác. Không có đâu. Phải đâu, anh thông cảm. Tại vì mấy người ở nước ngoài ta hay có cái súng riêng lắm. Hay móc súng ra bằng băng vậy đó. Mày ố về nữa rồi. Hả? Lúc nào cũng ố về hết trơn. Mày làm ơn mày bớt coi phim lại giùm tao cái đi Mận. Dạ dạ rồi. Nè. Nữa cái gì? Tính nó chưa kịp chưa? Bây giờ á, ai làm chứng cho ông? Ai? Bình tĩnh. Bé hai. Bé hai nào?
mày biết bé Hai không? Dạ biết. Là ai? Bé Hai là giống như là nhà của ba má nó, đẻ ra nó là chắc nó là thứ hai. Mà nhà nó bé quá thì chỉ bé Hai đúng không? Trời ơi! Vậy là ông về đây ông bắt con gái nhà người ta đem đi gả qua bên Việt Kiều bên nước ngoài gì đó phải không? Chạy, chạy, giống như cái kiểu mà buôn bán. Đây, nó nghe nè. Chị Sơn. Nè. Nghe chị Lô, chị tưởng tượng quá. Ủa? Bé Hai là bằng tuổi của hai bé này hả? Dạ đúng rồi. Không phải. Đúng không? Không. Bé Hai là xem tuổi tôi nè. Xem tuổi ông. Bạn Thanh Mai chúc mã. Vậy ông nhiêu tuổi? Ừ. U40 dân chúc. Ê khoan, cái này tôi đánh tránh nha. U40 là U40, thấy không? Còn dư chút là bao nhiêu? U40 là dưới 40 rồi dư thêm chút là bao nhiêu? Là 49 à. Trời ơi! Cái đó là U50, nghe là N50. Tại vì U40 dư chút. Việt Kiều mà nói chuyện. À đúng rồi, vậy là Việt Kiều đúng rồi. Người ta không rành á, mấy cái U ta lộn á. Thì Việt Kiều đúng rồi. Đúng rồi. Tôi là Việt Kiều. Nhưng mà phải xác nhận mới được. Xác nhận hả? Vậy ông tên gì? Tên khai sinh ba mẹ đặt là Sung. Nhưng mình ra nước ngoài sinh sống mình phải làm gì đó coi dáng nước ngoài. Là Michael, là tên tiếng nước ngoài luôn. Gọi chung là Michael Sung. Sung mà nghe xìu quá vậy mày. Em nghe giống như gà trống cò bị biếu. Tin tôi Việt Kiều chưa? Chưa. Trời, nói gì mà không tin luôn hả? Ừ. Mày... tôi có người quen ở đây nè. Dạ sao chị? Ông nói có người quen ở đây đúng không? Đúng. Được. Bây giờ ông đi theo tụi tôi dắt về gặp người quen của ông. Bóng. Hả? Đi. Đi. Bóng. Dạ. Mày đi đâu vậy? Thì kia em đi. Phải xách ông đi chứ. À dạ để rồi. Ông chạy sao? Dạ dạ. Đi. Cái gì vậy con kia? Thôi. Chị... đi làm cái gì vậy? Đại. Đi hướng đại. Trời ơi. Đứng lại đi. Đứng lại. Đứng lại. Rồi đây nè. Nói quá trời nói rồi. 1, 2, 3. À. Bước đều bước. Đi. Vô đây, vô đây chú. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Cái gì vậy, cái gì hai cô? Đưa tôi đâu mà kẹp nách tôi vậy? Trời ơi, phải đưa chú về đây để gặp một người. Má ơi, có người kiếm nè má. Cái người này ở đây lâu năm, đó là má của tôi. Sẽ biết được chú có phải là người ở đây không. Ừ. Để coi chú nó xạo hay láo. Ừ. Làm sao? Láo với xạo làm sao? Cái gì vậy? Làm. Cái gì ông sầm vậy con? Hả? Chào ba. Bé Hai. Ủa, quen nhau hả? Ủa? Quen hả má? Quen hả? Anh nè, Michael Sung của em nè. Mấy đứa rồi má đang kho cái nồi cá kho đó. Má không có biết ai hết trơn á. Chú này má không có quen. Để má vô trọng. Ê khoan. Đứng lại. Đứng lại. Hết hồn luôn trời. Đứng lại. Gì vậy? Gì vậy? Nhảy. Anh nè. Bé Hai quên cái điệu nhảy ngày xưa của hai đứa mình sao? Quen nha má. Quen lắm á má. Làm gì vậy? Là ngày xưa múa cái nắm tay vậy đó. Ủa, trời ơi, bà nhảy được kìa. Má, cái gì vậy là tôi liệu hả? Ôi, không có, bà liệu nữa, con bà liệu. Bà bị liệu. Má, thì ra cái điệu nhảy này là của má với của ổng. Vậy là hai người. Yêu nhau đúng không? Yêu không nhau. Không có. Bé Hai. Bé Hai không nhớ bé Sung hả? Khoan. Bé Sung là ai vậy? Anh... chú á, tên Michael Sung, nhưng mà hở xa xưa đó, ở đây kêu đó bé Hai kêu bằng bé Sung. Trời nào! Hồi đó, hồi xa xưa ấy, bé Hai không bao giờ quan tâm tới bé Sung. Bé Sung đeo đuổi, bé Sung thương bé Hai, mà bé Hai không có chịu. Bé Hai đi có chồng, bỏ bé Sung với con tim đau khổ tan nát. Ôi, một trái tim khổ, một trái tim mùa đông. Để bây giờ nhìn bé Hai kia, ôi! Thân xác quan tàn không nhận ra. Thân xác quan tàn không nhận ra. Oh yeah.
cảm ơn hai con đã bè. Ủa vậy là bè rồi hả? Dạ bè rồi. Mà có hay không? Hay. Được. Cái này là đuổi chứ không phải là bè má. À, hay. Đuổi là giùm má đi không có, không phải đâu con ơi. Sao không phải, sao người ta nói vậy? Bà. Đi tao giải thích sao vậy? Không bà ơi, bà con thấy là tự nhiên là yêu thiệt đó. Ta quay về đây bà chấp nhận ta đi bà. Trời ơi, cái gì vậy? Con này mày biết đầu đuôi sao mày? Tao con thấy điệu nhảy này kia là bà kết hợp là chắc chắn là hai người đã từng tâm linh tương thông với nhau rồi. Cô, chị không lao á. Chị Xuân, em chúc mừng chị nghe, sắp có tía rồi. Bây giờ cho em cá đi, 50 ngàn. Chú Xuân sẽ cua lại được bà hai. Cái con đi. Tao cá ngược lại, ok. Ok. Chơi. Đúng rồi, con là phải là con của má chứ. Đúng rồi. Ừ. À, anh Xuân nè, anh nói gì thì tội nghiệp cho tôi quá. Nhưng mà có một thứ không bao giờ muộn được, đó là... Đó là tình cảm của hai đứa mình. Bé hai ơi, dù sao á, ngày xưa anh cũng là một con tim chân thành. Anh đến với bé hai, mà... dù anh ngại ngùng, anh không dám tỏ tình. Nhưng bé hai phải hiểu một điều là cuộc đời này, anh chưa bao giờ xa lìa bé hai. Dù bé hai lên xe qua, bỏ xứ ra đi, anh vẫn buồn, vẫn đau khổ, nhìn theo bé hai mà nước mắt lưng tròng. Chú Xuân! Ê! Tụi... Cứ lên làm gì vậy? Cái gì sao đi được? Đi mất 50 ngàn ta sửa con sao? Chú đi đâu vậy? Chú bị trúng kế tâm lý của bà rồi. Ê! Chú dễ dàng bị thao túng quá. Chú bị gì đi cho con? Trời ơi! Thao túng tâm lý hả con? Thao túng tâm lý hả con rồi? Má! Đuổi chú đi đi má! Con giữ 50 ngàn trong tay rồi, đuổi liền cho con. Chú Xuân nghe con nói nè. Sao? Mình là khó khăn lắm mới quay lại gặp lại người xưa đúng không? Đúng. Mà đã từng yêu đã hụt, bây giờ gặp được rồi không để hụt được nữa. Đúng. Như vậy nhụt lắm. Đúng. Nhụt lắm mất khí chí đàn ông. Cố lên, con theo phía chú Xuân. Cố lên. Cố lên. Má, cố lên, con theo khoa má. Chồng tao tức quá. Cố lên má, cố lên, con nói cho má là ngày xưa tôi không có yêu anh và bây giờ còn càng không yêu anh nữa. Nhưng mà tôi xin anh đó, bây giờ anh làm ơn anh đi về giùm tôi đi. À thôi được rồi, tôi nghĩ ra rồi, để má. À, tôi nghĩ rằng là không có gì má, gì má, gì sao? Bà tính, anh cầm đi rồi tôi nói cho anh nghe. Cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi, cầm đi. Rồi anh đi thẳng ra ngoài kia, anh đi về ra khỏi cái khu này giùm tôi. Để cho nhắc nhớ á, là khi mà anh quay trở lại đây á, là cái chiếc guốc này nó sẽ bay vô đầu anh, hiểu chưa? Cái chiếc thứ hai nó cũng sẽ bay vô nữa, hiểu chưa? Đó, đừng bao giờ quay lại đây nữa, đi về, 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 về. Bé hai, bé ngày xưa cũng vậy, mà bây giờ lớn tuổi cái nết y như ngày xưa. Người ta yêu nhau, người ta thương nhau, người ta tặng hoa, tặng hòa, ai tặng guốc, tặng dép bao giờ. Nhưng mà tại vì á, anh cứ nhây quá hà, tôi không có thương anh mà anh cứ như vậy. Rồi cái con mẩn này nếu như mày mày giỡn mặt với tao hả mày? Anh đâu có nhây đâu. Đi về đi chú. Tình ơi. Yêu mà không bao giờ muộn. Dù bây giờ hay ngày xưa không bao giờ muộn à. Chú à, chú đi về giùm con má con lên. Không thích chú rồi. Nhưng mà chú thích má con. Không yêu mình thì mình kéo kéo làm gì cho đau khổ. Mà chú yêu má con. Chú không đau khổ khi còn yêu. Đi giùm lỡ con gái đi, trời ơi. Trời ơi, mệt quá. Đi qua đây đẩy ông ra. Qua đây đẩy ông ra. Ơi vậy? Chị ổn sao nó? Chú má, coi chú má. Ông chú, ông chú. Má cái gì vậy? Chú chú. Trời đất, trật tự thường nhà tôi. Im lặng. Xe ra. Để vô tôi lụm chiếc dép. Tự nhiên trội vô vậy hả? Ủa sao tự nhiên? Nghe ngược hả? Má vô vậy vậy? Sao bà? Ông này vô nhà tôi, vô nhà mình đó. Để chú Xuân bóng lên, chú Xuân ơi. Trời ơi. Ai? Nè, đi đâu đó, đi đâu vô nhà tôi, đi đâu? Chiếc dép. Dây. Tìm chiếc dép. Chiếc dép. Cầm đi, tôi chụp, tôi thấy một lần là phải chụp chứ, làm bộ rớt xuống hoài là sao? Lụm lên. Trời ơi, làm như hiền lành lắm, được vô đây làm cái gì? Hả? Cố tình chọn chiếc dép vô để tấn công vô nhà tôi làm cái gì? Để lụm chiếc dép. Rồi lụm chiếc dép rồi ra về đi. Bòn làm xuống té. Bòn làm xuống té. Trời ơi, hai đứa thấy chưa? Cái ông này dễ sợ lắm, không có hiền lành gì đâu. Ông muốn vô đây để bòn rút của cả nhà mình. Hả? À, con, dạ, cho ông bòn cái nhà này đi đi con. Trời, sao chú vô bòn rút nhà của bà con vậy? Ờ, coi bòn nổi không? Cái no, no. Bòn lắm, bòn. Bôn tê là... Là gì? I love you. Rồi quá à. Má. Ôi. I love you. Má. Chú này thịt nhiều. Ngon. Ngon thiệt luôn á bà. Ngon. Con này mẹ hả mày? Cái con này ngon hả mày? Hai mày ăn đi. Rồi ăn đi. Rồi của bà mà sao con dám? Của bà mà sao con dám? Mày khôn lắm mày. Ủa chú, nhưng mà cái bòn bòn đó chú học cái tiếng ở đâu ra vậy? Ờ. Hả? À, bòn bòn làm...
bằng rong công tế. Là cái gì? Làm mọt mọt rồi phê. Ôi trời, vậy hả? Tự học gì đó. Bây giờ tên nơi phê gì hết trơn á, làm ơn ra khỏi nhà tôi giùm thì tôi xin mời ra, mời đàng hoàng tử tế ra đi. Má con đuổi chú đi. Không được. Chú không có được đi nha chú. Không đi, có con này. Không được. Nghe lại, nhỏ này nó kêu đừng đi là mình không đi. Năm mặn mày làm gì vậy? Mày làm lý do gì giữ không lại? Nói coi lý do gì. 50.000 con đổ vô đây hết rồi, trà sữa của con. Trời ơi, cái cô này giận mặt ra. Má kèo 50.000 của con, má đuổi má. Ai không được, chú Huy cố lên con ủng hộ chú xong. Cái gì vậy? Chú xong có yêu mặt ai không? Chú xong có lên có. Không được chú xong. Không được. Cái gì? Chú xong. Khoan cái gì vậy? Giữ chú xong. 147kg mà giá 50.000 kỳ vậy? Chú xong con má. Con gái tôi, trời ơi. Ôi, buông ra đừng có lợi dụng. Buông ra. Đau, đừng có lợi dụng. Ông này. Gãy tay má. Gãy chân mơ đau mơ. Thôi đi về giùm tôi cái đi. Ủa, gãy tay hay gãy chân? Gãy chân gãy tay luôn. Mua xe lăn đi con. Dạ, để con mua xe. Đợi con đi. Chị, bà đuổi con bây giờ chú. Đi về đi, trời ơi. 50.000 sao đủ mua thuốc uống. Chú hãy thứ tự thứ dày được không chú, con kéo không nổi luôn. Không được, con kéo đi. Sao kì chú, trời ơi. Trời chú xuống má. Giờ chú rụng rồi hết xong rồi. Đi về, tôi mời tự tới không chị về, đi về đi. Ủa về thiệt hả? Bòn. Cái gớm không? Ủa về thiệt hả? Chứ sao? Tôi cũng mất 50.000 rồi. Mày về luôn giùm tao đi. Mày về là em mất việc luôn á. Mày liệu hồn tao đó nha. Đừng có quay lại đây nghe chưa. Quá không chị. Ê! Đi đâu đó? Hả? Vui. Thấy không chị? Hả? Vui về mà dép ở lại. Biết. Trời ơi, chú Xuân yêu bà thiệt các bà ơi. Mày yêu đi. Chú, uống nước đi nha. Uống. Mời chú. Ngon nghe. Xin lỗi chú nha. Tại con không biết á. Con tưởng đâu chú là người xấu cho nên con mới như vậy. Tha lỗi con nha, đừng giận nha. Đâu có giận, đâu có đổi đâu tha. Tại vì chú với má con á, thời xa xưa á, hồi trẻ đó, trẻ trâu á, cũng là thanh mai trúc mã. Quen biết dữ lắm. Dạ. Nên bây giờ á, con đừng hiểu lầm chú. Có đâu, chú không giận con là con vui rồi. Uống đi. Trời đất ơi, bữa nay gan quá vậy. Dám hẹn hò nữa. Phải cho con nhỏ này biết mặt mới được. Không được rồi. Nếu bắt tại trận thế nào nó cũng chối cho mà coi. Không được bứt dây động rừng. Chú. Chú đánh con đi. Đánh nó vô đây nè. Má chồng con tới, lỡ ba thấy con ngồi với chú là chết con luôn đó. Đánh lẹ đi. Con ơi, trời ơi, chú nào thì không bao giờ đánh phụ nữ. Bằng một cành hoa luôn, đừng đánh bằng tay. Chú, con xin lỗi chú nha. Chú tha lỗi cho con nha chú. Con xin lỗi chú. Sơn. Dạ. Ông má. Con hỏi em gì vậy? Hả? Má đi đâu vậy? Má ngồi đi. Bây giờ con làm gì vậy? Hả? Dạ con. Có chuyện gì xảy ra? Con lỡ, con gây ra lỗi với chú cho nên nó là con xin lỗi chú. Chú ơi, xin lỗi chú nha. Được rồi, để má giải quyết cho. Dạ, chào anh. Dạ, đây là con dâu của tôi. Ủa, nãy giờ con dâu tôi nó làm gì có lỗi với anh hả? Thôi thì tôi thay mặt con dâu tôi xin lỗi anh nha. Thôi bây giờ anh ra con số đi. Bao nhiêu tôi cũng đền được hết á. Anh ra con số đi. Thôi vậy số gì? Đâu phải cho số đề đâu, tự nhiên căng số. Trời ơi, có gì đâu mà ngại. Có gì tôi bồi thường cho. Thôi, tôi không cần bồi thường gì hết trơn á. Không cần bồi thường luôn hả? Nè, số dạ. Con về nhà đi, chồng con đang kiếm ở nhà đó.
Chắc là có chuyện gì gấp lắm đó. Con về nhà đi, còn chuyện của chú á để đó má giải quyết cho. Anh hả? Đi con, đi về đi. Đi về đi. Dạ con về. Về đi. Dạ con chào chú, con về. Con về trước nha má. Về đi con, về đi. Gì vậy? Mũi. 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 Chị uống gì vậy? Anh vui tính quá à. Uống gì không vậy? Dạ thôi được rồi. Anh. Có chuyện này tôi muốn hỏi anh mà không biết có tiện hay không. Có chuyện chi chị cứ hỏi. Trời, cái gì mà tới chị dữ vậy? Cái gì mà xưng chị vậy? Nghe xa cách quá à. Vậy hả? Vậy có chuyện gì em cứ nói đi. Ôi trời ơi. Có chuyện này tôi muốn hỏi anh á, là cái mẫu người yêu lý tưởng của anh á, là anh muốn chọn như thế nào? Trời trời, phụ nữ dưới quê mình bây giờ táo bạo thật luôn hả? Là muốn yêu làm sao là hỏi thẳng cái mặt người ta luôn vậy đó hả? Dạ. Nói với chị thật cái lòng. Dạ. Muốn thì cũng muốn nhiều dữ lắm, nhưng mà tại vì tôi bển mới về nên chưa gặp ai mà cũng chưa có tìm hiểu ai nhiều. Vậy là Việt Kiều hả? Việt Kiều. À, con nhỏ này ghê thiệt chứ, dụ dỗ tới ông già Việt Kiều luôn. Nếu vậy thì hồi nãy á, con Xuân á là con dâu của tôi á, nó làm gì có lỗi với anh á, anh có buồn không? Trời ơi, không có buồn. Xuân dễ thương mà, đẹp nè, hiền nè, nói chuyện ngọt ngào nữa. Dạ. Ai mà nói lần nào buồn. Dạ. Chứ không những Xuân dễ thương đâu nha, mà tất cả những người xung quanh Xuân đó, ai cũng hiền, cũng đẹp, cũng dễ thương. Ôi trời, những người xung quanh là cả mình luôn đó trời. Hả? Không ngờ đã tới tuổi này rồi mà mình vẫn còn sức hấp dẫn vậy sao? Không lẽ bữa giờ ông chủ công lên việc xuống bỏ bê bà chủ, nên giờ bà chủ đi tìm anh nuôi nương tựa sao ta? Kỳ này lớn chuyện rồi ông chủ ơi, không ngăn chặn sớm thế nào cũng thành vụ án ngoại tình như chơi. Anh về đây lâu rồi đúng không? Cũng mới hả? Vậy đó hả? Giờ mặt tại trận thế nào chủ cũng chối cho coi. Còn về gọi ông chủ tới đây thì mất thời gian. Khi quay lại đây là giải thích nó đông hết rồi. Bà chủ ơi, bà chủ. Trời ơi, cái gì vậy? Ở nhà có khách tới tìm bà chủ kìa. Người ta nói là có chuyện gấp lắm. Bà chủ về liền đi. Trời ơi, sao tới nhà không hẹn trước vậy chứ? Trời ơi, kỳ cục vậy, thiệt không đó? Dạ thiệt. Bà chủ về. Người ta chờ lâu lắm rồi. Dạ anh, xin lỗi anh nha. Tại vì nhà có công chuyện gấp cho nên xin phép anh. Tôi về chút xíu thôi. Xong rồi tôi quay lại tôi tiếp chuyện với anh hai tiếp nha. Hay là anh về nhà tôi luôn đi. Sẵn mình bàn tiếp cái chuyện nãy giờ. Còn văn dở hả? Đúng rồi, đi về. Dạ. Chú ơi, bây giờ là chú muốn về với bà chủ của tôi luôn không? Hay là chú ở đây nói chuyện với tôi? Chú mà đi theo là tôi hết mình với chú luôn á. Đi luôn. Tự nhiên rồi. Dập bẻ cái chân này đau quá. Trời ơi, vậy không được. Trời ơi, tiếc quá. Thôi, vậy có gì tôi về xong tôi quay lại. Dạ. Anh đợi tôi nha. Dập bẻ ra đâu được đâu, không đợi. Nha. Con ở đây tiếp chú nha. Dạ, đừng có để chú về nha. Dạ, chú để con. Mà chú về nha. Tính tôi á thì nó thẳng thắn, nếu mà tôi có nói gì làm cho chú buồn á thì tôi chịu. Sẵn đang thẳng thắn đây nè, tôi cũng hỏi chú luôn, chú có người yêu chưa? Chưa vậy, lúc có lúc không. Thì tại tôi quan tâm chú nên tôi mới hỏi vậy thôi. Mẫu người yêu lý tưởng của chú là sao? Triết lý về tình yêu của chú như thế nào? Nếu mà trong một quan hệ á, chú tự nhiên trở thành người thứ ba thì chú thấy là sao? Chú nghe này nha, ban ngày tôi thấy có sao thiệt đó. Phụ nữ hồi nãy là tình yêu là nói thẳng vào mặt luôn. Rồi mặt nhìn bên đây cũng cứng cáp lắm mà sao tự nhiên người cũng muốn tỏ tình tôi hay gì trời? Chẳng lẽ cái nhan sắc mập mạp gì mà còn cuốn quịch nha? Thì sao tự nhiên hỏi vòng vòng giống như là đang mở một cái lớp dạy hôn nhân gia đình vậy? Là hỏi thiệt hả? Hỏi thiệt mấy câu này, hỏi lại câu sao? Thì đó, thì
tôi không quan tâm tới thiệt, tôi quan tâm tới chú nên tôi mới nói với chú vậy thôi. Nói gì? Là triết lý tình yêu chú như thế nào, rồi mối tình yêu tình yêu chú ra sao, rồi nếu trong mối hệ thứ ba là chú là người thứ ba chú như thế nào, đó nói vậy đó. Gì đó hả? Tất cả muốn biết hả? Là câu trả lời của chú đó hả? Rồi nó kia kìa, nằm bên kia rồi đó, 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 ngay đó, 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 đó. Thấy gì đâu ta? Chú đã mất tiêu rồi. Ở trước đây mà. Chú ê, trả tiền đi rồi muốn đi đâu đi? Tiền của ta. Chưa có đủ. Nè. Hết rồi đó, khỏi khỏi nha. Trời ơi, cái gì? Sao vậy? Em là mặt ngựa mà gắn đuôi rồng vô, đâu hợp với là phu ngựa, đúng không? Dạ, học hành như thế có tiêu, có nhiều thì mạnh, học càng nhiều thì càng ngu. Đừng kêu quỳ xuống. Mê à? Mê nè. Con yêu trong lục hết quần áo đồ đạc của thằng Phúc, đổ vô trong vali, kêu nó đuổi ra khỏi nhà tôi, nghe chưa? Gái mà ủng hộ anh à?